Xin chào các bạn. Đây là clip tôi sẽ ghép vào các clip công việc. Đó là giải thích vì sao chúng ta phải đến từng gia đình, từng địa điểm, từng vị trí địa lý trên cả nước để xử lý tâm linh. Vì phải đến tận nơi thì mới triệt để và mới ra được vấn đề, lý do. Thứ hai, việc quan trọng, rất quan trọng, đó là chúng ta phải đi đến từng nơi, từng miền để giải quyết tâm linh cho đất nước. Đó mới là vấn đề chính mà tôi phải đi từng nơi, từng vị trí. Còn bây giờ thì mời các bạn xem clip. 34 năm. Nhà nội con ở trong ngay đây thôi. Tức là... cũng lâu rồi, nhà có này 93 là có nhà trước rồi. Gia tiên là tức là tổ tiên là con ở quanh đây đấy. Ở quanh đây này. Vâng. Đất của ông bà thì là bố mẹ để ra con ấy. Vâng. Thì ở ngay đây luôn. Vâng. Còn các tất cả dòng họ thì ở quê Nam Định. À, tức là ông bà là tức là bố mẹ anh là lên đây lập xuống đây lập nghiệp. Vâng. Thế còn lại là từ ông nội là vẫn ở Nam Định. Vẫn là Nam Định hết. Ở Nam Trực. Thế trong cái tin nhắn thì anh có nói là các cái đời đều có người mất trẻ. Tất cả là ông bà con đẻ ra được 3 người. Bố con và ông bác rồi và cô rồi đều mất hết. Mất bố, mỗi bố con là họ là 9 thôi. Vâng. Tất cả các bác các bà cô đều mất thì khoảng một thiên niên năm 40 tuổi. Mất ở Nam Định. Ra đây thì là đời anh em không con ra đây. Thì ông anh con chỗ bác bên ông bác bố anh của bố con ấy thì ở quê thì là được 2-3 anh em trai mất 2 rồi. Mất hết rồi. Vâng. Còn mỗi một ông lớn thôi. Thế còn anh em nhà anh em nhà con thì ông anh cả mất cái thằng cháu. Cháu con thằng em dưới con ấy. Vâng. Nó mới đẻ ra được khoảng 7 ngày. Con trai mất. Em hỏi chút là những cái tình huống mất ấy là kiểu dạng bệnh tật hay đột tử? Nói chung là bố con khi mất đi ấy, mất đi 100 ngày mà dài mất rồi. Đây là mất bệnh tật hay đột tử? Anh cũng có bệnh rồi mà bệnh còn nhanh lắm, nó chỉ một tuần là chết. Tức là bệnh phát hiện từ lúc phát hiện đến lúc mất là một tuần. Một tuần là chết rồi, không kịp cứu. Thế còn những trường hợp kia thì trường hợp kia thì cũng mất rất nhanh, trong vòng khoảng một tháng là qua rồi. Tất cả đều là bệnh tật. Bệnh tật. Thế thì em kiểm tra cái đất gia tiên ở quê, tại vì xuất phát điểm ở quê. Bây giờ nó có hai tình huống ấy ạ, một là do đất, hai là do nghiệp. Anh nhé. Nếu mà nghiệp thì em phải xem có giúp được không. Còn nếu mà đất thì lại phải về tận Nam Định để xử lý thôi. Anh nhé. Bây giờ anh tập trung cái này. Này chắc phải về Nam Định rồi anh ạ. Hôm nay đến đây kiểm tra cho anh thì chưa xử lý được gì. Này chắc phải hẹn anh một ngày về Nam Định. Vâng, không biết là thầy đã từ xa xôi đến đây. Vâng. Vâng. Đất nhà con hiện tại ở đây. Vâng. Thì thầy sau xét xem là đất của con của mình xưa con ra lên xe không nhìn thấy gì lắm. Quần trắng, áo trắng, tóc dài. Ngay đằng sau là con đây. Với thằng con trai thì con đã nhìn thấy. Vâng. Nên là cái đất này ở đây con đi rất tín tâm về tâm linh. Vâng. Tất cả các thầy ở đây đều xui con này, nhà con là ở ngay cổng đây có một cái vong người tàu. Thứ hai là về cái phần con nhờ thầy xem là chúng con kinh doanh đây có cần phải thắp hương ngoài sân hàng tuần rằng mỗi một lần không. Thế là cái ban thờ này xem là thầy thì xem là có cần phải lên đặt không. Rồi, có rồi. Cái gì không, là... cái ban thờ thần tài thì cứ để thôi. Vâng. Chứ còn là thắp hương ngoài kia là anh thắp hương cái gì mà anh phải thắp hương ngoài. Thế xui con là thắp hương ngoài đấy. Có con người hoa ấy. Dạ vâng, thôi được rồi, bây giờ anh tập trung nhé để kiểm tra đất ở đây nhé. Vâng. Còn lại vấn đề mấu chốt của gia đình là ở Nam Định. Vâng. Là phải về hẹn anh một ngày về Nam Định đấy. Vâng. Anh nhé. Vâng. Vâng.
mình cũng cần trước cửa nhà sẽ có ngôn ngữ lên mình. Nó ăn những ngày trước cửa này thế thì làm ăn nhà anh không hơi... làm được cái gì vâng ạ, làm ăn nhà anh thì hơi khó khăn đấy, không làm được cái gì chứ. Người ta khách đến đây tất cả anh em bạn bè con rất đông, giúp con đến khách đến đây này lại quay đầu. Ôi giời, ôi đây đúng là vong tàu thần giữ của áo trắng tóc dài đây này. Vâng. Trước cửa nhà anh bên tay trái cái diện tích này nó nhỏ như này mà lại đất này lại có vấn đề nặng thế nhỉ? Sợ, thế thì bây giờ như này nhé anh nhé, nếu mà như thế này thì lại là đất lại là vấn đề ở hai nơi đấy anh ạ. Vâng. Thế bây giờ thôi cứ trước tiên cứ nhận lời giúp anh ở đây đã nhé. Vâng. Thế còn vấn đề ở quê thì để xét sau nhé anh nhé. Vâng, vâng. Đây là vấn đề đất ở trên đất này là có của đây này, vẫn còn đây này, ngay trước cửa nhà bên tay trái đây này. Vâng. Bên tay trái đây này, đây có thần giữ của mà hai cái thần nữ chứ không phải đơn giản đâu, hai cái thần nữ. À, hai tức là ta con của anh lập gia đình chưa? Con gái lập gia đình. Thế con là con trai chưa lập à? Con trai là sinh năm bao nhiêu? Đây là 2001. Tức là đây là con rể thôi. Thế thì bạn này bạn này cẩn thận đấy, không là nó tác động rồi nó đến lật lệch giới tính đấy rồi đơn giản đấy. Lười yêu đương đấy, bạn ấy yêu ai chưa? Không chưa. Chưa gì? Con chưa. Thôi được rồi, đây là cẩn thận cũng là lười yêu đương đi. Thôi được rồi, thế đây để xử lý bạn này căn số đây, để cho thầy xem cái tay là trái con. Đây, thôi được rồi, tay trái. Thôi được rồi, bạn này căn số đấy. Ê, cái này ý nhé, đây nó đang ở trên cái vấn đề đất này. Vâng. Nhưng mà em vẫn cứ hỏi anh một cái thông tin này đã. Vâng. Là cụ tứ đại nhà anh trước đây có là quan và địa chủ không? Thấy ông ở cái thử tập của quê và có là quan và địa chủ. Vâng. Thế thì đây nó có hai vấn đề đây nhé. Vâng. Vấn đề thôi đất ở đây thì cứ xử lý đất đây nhé, còn lại cái việc ở quê là tính sau thôi nhé anh nhé. Vâng. Nhưng em vẫn nói cái thông tin của anh là ở quê ấy, là có cái nghiệp đây anh ạ. À. Nghiệp chứ không phải là đất rồi. Yeah. Nghiệp ở quê rồi. Đây là có vấn đề cái nghiệp ở quê rồi này. Như thế này thì anh không làm được cái gì ở đây không làm được cái thầy ạ. À? Chỉ có chết đói. Người ta vào ấy là người ta ra. Vâng. Vào ấy người ta ra. Vâng. Vâng ạ. Đây rồi trước cửa nó ăn những ngay trước cửa đấy rồi thì không làm được cái gì đâu nhỉ. Hồi xưa con nói cho thầy là con xây cái nhà này. Thế con nhờ thầy là bây giờ con nhờ những thầy khác ấy. Vâng. Thấy bình. Vâng. Anh em chơi với nhau. Vâng. Thế là ra đi cúng vật yểm hết cả cái đất nhà con. Đấy. Đây là phải nói thẳng với anh là như này, yểm không giải quyết được cái gì. Vâng. Tại vì là cái thần ở đây nó rất là mạnh, đây là vong tàu, hai cái vong tàu, hai cái thần nữ. Và nói rõ với anh luôn là trước cửa nhà bên tay trái nhà anh, bên tay trái trước cửa ấy kìa. Vâng, vâng. Là nó có của ở đấy đấy nhé anh nhé. Vâng, vâng. Cho nên là cái này là ngoài kia là anh chưa làm ra đến ngoài đúng không? Chưa. Chỉ là có chỗ cái mố cổng như thế anh kìa. Vâng, vâng. Đúng chỗ cái mố cổng đấy nhé anh nhé. Vâng. Dưới đấy là có của đấy. Vâng. Và có vong nữ là nó nằm ở đấy đấy nhé anh nhé. Vâng. Vâng. Cho nên để ý chỗ này anh để ý. Thế rồi bây giờ xử lý cho anh xong là bây giờ nói luôn anh như này này. Cái đất này ấy. Vâng. Từ trước giờ không kinh doanh được gì cả. Vâng. Bây giờ nên xử lý đất xong rồi thì anh nên đổi mặt hàng kinh doanh. Nên đổi mặt hàng kinh doanh. Không nên. Tại vì là như này này, nó bị một cái nền tảng cũ, ngoài cái việc tâm linh nhá, thì nó bị một cái nền tảng cũ về cái dớp kinh doanh, gọi là cái dớp kinh doanh, cho nên là không làm được cái mặt hàng này đâu. Còn bây giờ xử lý tâm linh xong thì anh nên chuyển mặt hàng khác thì nó rất hiệu quả. Nó rất hiệu quả. Chứ còn kinh doanh theo mặt hàng cũ này là nó không hiệu quả, không làm được cái gì đâu. Nhưng mà nếu như anh chuyển mặt hàng khác thì nó sẽ hiệu quả. Còn nếu không xử lý tâm linh thì anh có chuyển đủ các mặt hàng nó không làm được cái gì cả. Đến ngay những cái chuyện anh giao tiếp bạn bè hay là người khác đến đây nó người ta có một trạng thái khó chịu. Nó đã có một cái trạng thái khó chịu khi đến bước vào nhà này. Rất khó chịu. Vâng, bước vào nhà này rồi. Thì bây giờ giải tỏa nó đi. Thì còn lại anh cứ nhớ như này để nếu như anh mà còn tiếp tục kinh doanh mặt hàng này ấy, thì nó sẽ rất mất thời gian để anh có khách. Nhưng anh chuyển mặt hàng khác thì nó sẽ có hiệu quả ngay. Đấy, phải nói rõ với anh như thế. Nhá anh nhá. Rồi.
lệnh cho tứ đại hộ pháp cùng 20.000 thiên binh bao vây toàn bộ khu vực này, nội bất xuất, ngoại bất nhập, bắt hết tất cả các vong linh lang thang và hai trinh nữ giữ của lên thiên đợi xét xử. Có một cái điều nữa là người ở trong nhà này, đặc biệt là anh với cái cậu này, là con trai, đàn ông con trai trong nhà này, người hay bị mệt mỏi, nó toàn kiểu cái trạng thái mệt mà không rõ lý do là nữa. Nó đi khám nó cũng không ra bệnh. Và điều nữa, những cái sự tác động của tâm linh thì nó là như thế này. Ngoài đều giờ để xử lệnh cho tứ đại hộ pháp áp giải hai con trinh nữ lên thiên đợi xét xử. Ở đây em nhìn thấy một viên ngọc màu xanh, một viên ngọc màu xanh ở phía trước. Lệnh cho tứ đại hộ pháp áp giải hai con trinh nữ lên thiên đợi xét xử. Trong cái đất này, cái trạng thái đất cát nó tạo ra cho con người cái trạng thái mệt. Thì có một viên ngọc giá trị lắm nhỉ, có một viên ngọc giá trị lắm. Thế thì bạn này cẩn thận đấy nhé, bạn này cẩn thận không lệch giới tính đi, không đơn giản đâu đấy. Cái này lát nữa phải để chặt đồ cho bạn này, để chặt đồ cho bạn này. Đây đây được rồi, đang rất là khó khăn như này trong cái chuyện này. Bắt đi đi này, cho bắt tiền giải chấn. Áp giải ai có chính những lần thiền đợi xét xử. Anh chị có bỏ cái thai nào lớn tuần tuổi không? Chỉ tháng thôi. Tháng này là hơn tháng không? Chỉ tháng thôi. Rồi đấy là em, à con đẻ với cháu này này, thế nào? Rồi thì đấy là quá một tháng rồi. Thai nam này, thai nam cái này phải hơn chứ, một tháng thôi. Được rồi. Có một cái điều này, tức là cái cái thai của anh chị là bỏ hỏng ở đâu? Hỏng bỏ trên đất này luôn nào? Con bỏ ngoài chỗ đám đẻ. Tức là chưa về đây gì? Lúc đấy chưa về đây gì ạ? Nhưng mà lúc đấy chưa ở đây. Ở đây rồi thì thực ra cái vòng này bị giữ lại. Đây là phải nói với anh chị là hơn tháng chứ không phải một tháng đâu. Phải hơn tháng đấy, không biết anh chị có hơn tháng không? Hơn tháng đấy. Hơn tháng rồi, phải hơn tháng rồi. Hơn tháng là hai tháng, đến tầm hai tháng tại vì nó có cái phần hồn của nó rồi. Phần hồn đây là thai nam và nó bị giữ lại ở đây, bị giữ lại ở đây. Rồi thôi được rồi, bây giờ thì xong rồi. Bây giờ nói lại với chị như này nhé, là đất cát ở đây ấy, bây giờ là sạch sẽ, đừng có nhờ ai làm cái gì nữa cả. Chỉ có một cái điều như này, nếu như chị muốn tận dụng để làm ăn trên đất này thì chị nên thay đổi cái sản phẩm, mặt hàng kinh doanh thì nó sẽ khác. Và lại cái vấn đề nữa là như này, để cái những cái mà
xảy ra ở quê nhà anh. Đây nó không phải là trên đất đâu, mà đây nó là vấn đề về nghiệp của gia tiên. Nghiệp của gia tiên. Thì cái này thì sẽ về xin lệnh, sau đó sẽ trao đổi lại với anh sau. Nhá, chứ còn lại không, cũng không cần phải về Nam Định đâu. Vâng, còn lại thì cái ban thờ thần tài này thì em cứ thờ bình thường thôi. Cứ thờ bình thường. Nhưng có điều này nữa là bây giờ phải để trận đồ lại cho bạn này. Để cho bạn nó nằm, chứ không là bạn nó lệch giới tính ra anh chị. Không có người đối dõi rồi. Rồi thôi. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi phải làm một clip quan trọng để thông báo với các bạn. Các cái thông báo này tôi xin phép gạch đầu dòng. Gạch đầu dòng thứ nhất là tôi bắt đầu từ ngày mai là ngày 27 tháng 6. Tôi bắt đầu dùng số tài khoản mới là số tài khoản mang theo số điện thoại của tôi là 0984133133, ngân hàng MB, tức là ngân hàng quân đội. Tên của tôi là Lương Chính Khang. Mọi người hết sức chú ý cho tôi điều này, tại vì cái thời gian vừa rồi có quá nhiều những cái số tài khoản mà nó đi nó lừa đảo mọi người, nó rất giống số tài khoản của tôi. Cho nên đây là cái cách tôi cố gắng hết sức để cho mọi người tránh đi cái tình trạng bị chúng nó lừa. Cho nên tôi phải ra tôi làm một số tài khoản mới và sẽ đóng số tài khoản kia lại. Đấy là cái thứ nhất. Vấn đề thứ hai đó là các gia đình khi xem tất cả các clip của tôi thấy nhà mình có vấn đề giống như ở trong clip thì nhắn tin nói rõ ra cho tôi, nói cụ thể ra cho tôi. Chứ tôi không có thời gian trả lời mọi người là những cái tin nhắn thầy ơi xem cho con với hay là thầy ơi như nào. Tại vì tôi không có thời gian trong giai đoạn này để xem cho mọi người. Cho nên ai muốn tôi sắp xếp lịch đến để giúp gia đình thì phải nhắn cho nó rõ ràng. Nhắn rõ ràng cái vấn đề của gia đình đang gặp phải là như thế nào. Thì lúc đấy tôi sẽ phản hồi lại. Còn rất nhiều người cứ bảo tôi liên lạc với thầy vài năm mà không được. Nhưng liên lạc với toàn thầy ơi, thầy giúp con với thầy ơi, thầy xem cho con, thì tôi không trả lời những tin nhắn đấy đâu. Và các gia đình khi thấy nhà mình có vấn đề như thế thì liên lạc với tôi. Khi tôi nhận lời thì tôi sẽ thông báo cho gia đình một cái chi phí, gọi là chi phí đi lại. Chi phí này là tất cả các gia đình là như nhau ở tất cả các mọi miền trên đất nước này, cho dù vài cây hay là hàng nghìn cây đều như nhau, đều một chi phí. Đây là chỉ có một chi phí đi lại mà thôi. Còn lại có những cái thành phần ấy, nó cứ kiểu như nó muốn chơi xấu tôi ấy. Nó cứ chuyển tiền cho tôi xong rồi nó bảo thầy đến nhà giúp, xong rồi đến nhà nó cứ trả vờ, nó bảo không có vấn đề gì. Xong tôi về cái là nó lại bảo thầy chuyển tiền lại cho tôi, chuyển tiền gửi lại. Tôi nói thẳng luôn với các gia đình trong clip này luôn này. Các gia đình nào tôi giúp được tôi sẽ nhận tiền đi lại. Còn nếu gia đình nào tôi không giúp được là tôi cũng trả lại luôn. Đấy là tôi nói rõ quan điểm là như thế. Còn cái quyền trả lại là ở tôi. Các bạn chú ý cho tôi điều này, tại vì để tránh những cái tình trạng tôi bị chơi xấu thì tôi nói luôn với các bạn là quyền trả lại ở tôi. Còn lại các bạn cứ xem clip tôi sẽ biết được con người tôi làm việc là bằng tâm, là làm vừa để tích phúc tích đức cho con cho cháu. Cho nên tôi chỉ nhận tiền của chi phí của mọi người khi tôi giúp được việc mà thôi. Cho nên những cái gia đình nào ấy mà cứ tôi đến giải quyết xong là cứ kiểu giở trò lại bảo thầy ấy, thầy giải quyết chưa được việc thì thầy chuyển tiền lại cho tôi ấy, thì tôi không chuyển lại đâu. Tôi nói rõ luôn như thế. Nhà nào không giúp được tôi nói thẳng luôn là không giúp được. Nhà nào giúp được thì tôi sẽ nói là giúp được. Còn lại đấy là chi phí đi lại. Tôi đã đến nhà rồi thì đấy là chi phí đi lại. Cho nên tất cả các gia đình phải chú ý cho tôi cái điều này. Và cái vấn đề tiếp theo ấy, tôi muốn nói đến là cái kênh của tôi là cái kênh không bật kiếm tiền. Thì các bạn phải hiểu cái tâm của tôi trong công việc là như nào. Tôi không bật kiếm tiền, cho nên các cái giá trị công việc của tôi nó nằm hết ở trong các cái clip đó. Các bạn chú ý tôi điều này. Tiếp nữa là các gia đình chỉ làm việc với tôi thông qua Zalo. Và chú ý một điều như này, tôi không chủ động nhắn tin Zalo cho bất cứ ai. Nhớ đến cho tôi điều này nhé. Mọi người có toàn bị nó dùng cái Zalo giả, nó chủ động nhắn tin là không được đâu. Các bạn cứ cho số lên, up số lên trên mạng thì cái là nó lấy số, nó chủ động liên hệ là không được đâu. Tôi không chủ động nhắn tin cho ai. Nhớ cho tôi như thế. Tôi không chủ động nhắn tin Zalo cho ai và không làm việc với ai trên Facebook
Nhớ cho tôi điều này, tôi chỉ làm việc qua Zalo và tôi sẽ chỉ trả lời khi mọi người nhắn tin cho tôi mà thôi. Nhớ điều này cho tôi đấy. Tiếp theo nữa là cái trận đồ ấn lệnh của tôi dùng để cứu người giúp đời chứ không mang đi mua bán, tôi không bán cho ai cả. Những cái đó là cái để tôi đi giúp đời giúp người cho nên tôi không bán cho ai hết. Tôi xem lại xem nào. Một điều nữa là như này này, khi mà các gia đình ấy mà được tôi nhận lời, tôi lên lịch và tôi báo lịch, nếu như không chờ đợi được thì cứ nhắn lại, nhắn liên tục vào Zalo cho tôi để tránh những trường hợp tin nhắn nó trôi, nhắn đi nhắn lại để tôi chuyển gửi lại tiền chi phí đi lại cho mọi người. Còn bây giờ thì cảm ơn, mời các bạn chiêm ngưỡng cái điện của tôi một chút. Clip này tôi sẽ không ghép vào các clip công việc nữa, tại vì YouTube nó sẽ bóp tương tác các cái clip của tôi, cho nên tôi sẽ một tuần tôi sẽ up 2 lần lên up độc lập trên YouTube. Các bạn chú ý giúp tôi. Tôi xin nhấn mạnh lại hai điều này. Một là số Zalo của tôi là 0984133133. Tôi không chủ động nhắn tin cho ai. Hai là số tài khoản của tôi cũng là 0984133133. Ngân hàng MB, tức là ngân hàng quân đội. Tên của tôi, tên thật của tôi là Lương Chính Khang.